các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ngày 5 tháng 1 năm 2023, tại ngày họp đầu tiên kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa 15 đã phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam. Cũng tại ngày họp này, Quốc hội cũng phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Phạm Bình Minh. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng với các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam. Tờ trình của Thủ tướng cho biết sau khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng vào năm 2021, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Tới ngày 23 tháng 12 năm 2022, xét nguyện vọng cá nhân, Bộ Chính trị đã đồng ý để Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thôi giữ các chức vụ lãnh đạo, nghỉ công tác và nghỉ hưu theo quy định. Căn cứ quy định của pháp luật, Thủ tướng trình Quốc hội xem xét phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam. Trước đó, như báo Thanh Niên đã đưa tin, ngày 30 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Trung ương Đảng khóa 13 đã họp phiên bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Trung ương Đảng đã biểu quyết thống nhất để ông Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Trung ương Đảng cũng thống nhất để ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông Vũ Đức Đam, sinh năm 1963, quê quán Hải Dương, trình độ tiến sĩ kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, kỹ sư điện tử tinh học. Ông Vũ Đức Đam xuất thân là kỹ sư tại công ty xuất nhập khẩu dịch vụ kỹ thuật bưu điện, tổng cục bưu điện, sau đó trở thành chuyên viên tại văn phòng chính phủ. Ông Đam có khoảng 7 năm, từ năm 1996 đến năm 2003, là thư ký trợ lý cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tại Đại hội 10 tháng 4 năm 2006, ông Vũ Đức Đam trở thành ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10 khi đang là Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông, nay là Bộ Thông tin Truyền thông. Từ tháng 11 năm 2007, ông Đam được luân chuyển về Quảng Ninh, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh, sau đó là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Tới năm 2011, sau khi được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, ông Đam trở thành chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Từ tháng 11 năm 2013 tới nay, ông Đam tiếp tục được bầu làm Ủy viên Trung ương các khóa 12, 13, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nghỉ hưu, ông Vũ Đức Đam kiêm nhiệm Bí thư Ban cán sự Đảng bộ Y tế. Trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 từ cuối năm 2019 đầu năm 2020, ông Vũ Đức Đam là trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 từ khi mới thành lập cuối tháng 1 năm 2020 cho tới tháng 8 năm 2021, khi ban chỉ đạo được kiện toàn và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đảm nhiệm vai trò trưởng ban. Ngay sau khi việc miễn nhiệm hoàn tất, Thủ tướng đã trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm hai nhân sự Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 thay thế các ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Dự kiến Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín để quyết định việc phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng đối với hai nhân sự này. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.